Chỗ này chúng ta nhấn phím gì để cho tạo ra được cái hình tròn các bạn? Nhớ không? Mình có những phím điều khiển là Shift, Control, Alt. Vậy mình nhấn phím gì? À, ở đây mình không nhớ thì mình thử ha. Bây giờ ở đây mình vẽ nó không đều nè. Giả sử mình nhấn Shift. Nhấn Shift là nó lớn. Nó lấy cái điểm vẽ của mình làm tâm. Ví dụ như bạn đặt ở đây đi. Bạn vẽ thì nó từ đây nó xuống đúng không? Từ cái điểm đầu trên này nó đi xuống. Nhưng mà nếu bạn nhấn Shift vào thì cái điểm đầu của mình nó thành điểm giữa. Đó, điểm giữa. Giả sử như bạn vẽ một đối tượng hình tròn này mà bạn muốn vẽ từ tâm ra thì bạn sẽ nhấn Shift, bạn vẽ từ tâm ra. Được chưa? Còn nếu mà mình muốn nó thành hình tròn á thì các bạn sẽ nhấn phím Alt+ giúp cho thầy. Như vậy ở trên này chúng ta sẽ nhấn phím Control để cho nó tròn đều giúp cho thầy. Mình đã có được cái hình tròn này rồi. Khi mình có được hình tròn này rồi thì ở bên này chúng ta thấy là nó không có viền. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ viền ngay á thì chúng ta lại không thấy được cái nền. Bởi vì cái nền của mình đang là màu trắng thì mình không bỏ viền được. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tô màu. Đây, tô màu nè. Đó. Nhưng mà tô màu ở đây á thì mình lại không thấy được là cái đối tượng của mình đang tô kiểu gì. Đây, ở phía trên nó có tô một màu uniform, tô gradient nhiều màu. Như vậy tô nhiều màu ở đây thì nó có là tô theo cái dạng đường thẳng, tức là một bên đậm một bên nhạt, và nó hòa trộn từ đậm sang nhạt. Tô theo dạng là vòng tròn đó, màu đậm màu nhạt. Chúng ta có thể thay đổi màu đậm màu nhạt. Ví dụ như ở trong chúng ta cho màu đậm, ở ngoài chúng ta cho màu nhạt thì chúng ta đổi màu lại. Chúng ta đổi màu lại. Còn bây giờ thì chúng ta có thể là chọn cái màu mà cái hình này nó yêu cầu, là chúng ta tô theo dạng đường thẳng. Được chưa? Và khi mà các bạn điều khiển trên cái thanh này á thì nó cũng hạn chế. Vậy chúng ta mở chuột phải lên, lấy chuột phải chúng ta chọn Object Property, hoặc là bạn nhấn Alt+ Enter. Thì ở chỗ này nó mở ra một cái bảng rất là cụ thể, rất là nhiều thứ, thì chúng ta chọn nó sẽ dễ hơn. Và trong đó chọn có cái gì? Màu thứ nhất là ở trên này, nó nhạt thôi chứ nó không đậm như thế. Thì các bạn click chuột vô cái điểm này. Cái điểm này nó giữ màu ở chỗ này. Và chúng ta chọn xuống đây. Nếu như bạn muốn chọn một màu nào đó bất kỳ thì bạn chọn cái màu của mình. Còn không, bạn capture cái màu mẫu của người ta thì bạn lấy cái cây bút, bạn đi capture cái màu của người ta. Đó. Rồi sau đó mình thấy cái màu này nó hơi nhạt. Cái màu này nó hơi nhạt thì mình có thể đẩy cho cái màu này nó đậm lên tí. Đó, nhạt hay đậm thì mình để điều chỉnh ở đây. Cái màu thứ hai thì bạn click chuột vô đây. Click chuột vô đây thì nó sẽ chuyển qua màu 2 nè. Click chuột chỗ này thì nó là màu 1. Click chuột ở đây sẽ là màu 2. Như vậy đã có được một màu, hai màu thì mình muốn ba màu thì làm sao? Click chuột ở giữa. Ha, double click vô nó sẽ thêm màu nữa. Giả sử cái màu ở giữa này thì cho màu đỏ đi. Đó. Như vậy mình đã có được ba màu. Còn nếu không thì mình double click vô là nó mất. Rồi màu thứ hai mình sẽ chọn màu nhạt, xám nhưng mà nhạt. Như vậy thì cái đường tròn của chúng ta nó đang ở đây. Như vậy các bạn có thể là điều khiển cái góc nè, điều khiển cái góc bằng cách là các bạn click chuột ở một cái vùng và bạn xoay nó. Đó. Hoặc là bạn điều khiển hai cái đỉnh này nó sẽ cho bạn là màu, bạn thay đổi trực tiếp ở đây cũng được. Rồi còn bên này là gì? Transparency là gì? Cái này là gì các bạn? Độ trong suốt. Khi nào chúng ta cần thì chúng ta sẽ dùng đến độ trong suốt của nó. Và các bạn đã có được cái viền ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ copy để cho chúng ta có được cái vòng tròn ở bên trong. Bây giờ chúng ta đọt bỏ cái biên được rồi đó. Lấy chuột phải bỏ biên. Rồi. Nhấn. Bây giờ thì chúng ta lại nhấn Shift.
để cho nó tròn đều vô bên trong thì chúng ta lại nhấn Shift chứ không phải Control nữa. Click chuột phải. Nếu mà chúng ta nhìn như thế thì chúng ta không thấy được cái gì đặc biệt đúng không? Bây giờ chúng ta cho ngược lại. Đó. Click chuột lên trên này một cái thì nó tự động nó đảo cái màu lại cho chúng ta. Đảo màu lại cho chúng ta. Cái màu này nè, mình thấy nó hơi đậm so với lại cái hình mẫu thì mình sẽ chọn cái màu ở đây và mình giảm cho nó. Đó, là nó sáng hơn tí. Được chưa nào? Dưới hình bên trong, hình bên trong các bạn chú ý nè, có nhiều bạn đó khi mà thiết kế thì làm như thế này thì giống nha, chú ý chỗ này, như thế này thì giống. Các bạn sẽ cho màu viền vào. Màu viền, click chuột phải cho màu viền. Và các bạn cho cái viền lớn lên. Bốn lên 8 luôn thì mình cho là 5 đi. Đó, cái viền nó lớn như thế. Và cái màu bên trong các bạn thấy là nó tô màu theo kiểu gì đây? À, dạng ellipse đó. Lúc nãy thầy nói là hình tròn, cái dạng hình tròn đó. Như vậy cái màu ở đây mình sẽ đổi kiểu cho nó. Màu ở đây mình đổi kiểu cho nó. Thay vì là đường thẳng thì mình chọn ở đây. Đó, mình có thể là dịch chuyển cái tâm này, dịch chuyển cái tâm này đi chỗ khác. Rồi, như vậy là tương đối là mình đã có cái hình nó giống rồi. Nhưng nó có một cái lỗi ở chỗ này tí xíu. Lỗi khi nào? Bây giờ cái hình của mình nó lớn thế này. Mình để vậy thì mình thấy nó cân đối đúng không? Nhưng giả sử bây giờ thầy copy ra đây một cái thì cho cái hình này nhỏ lại. Nhỏ lại tí xíu vậy nè. Chuyện gì đang xảy ra? Cái viền này đúng không? Cái viền này nó màu đen nè. Tại vì sao? Tại vì cái viền của mình nó 5 points. Nhưng mà cái hình của mình là nó rất là nhỏ, cho nên là 5 so với lại cái kích thước của này thì nó quá nhỏ. Cái hình này nó quá nhỏ mà cái 5 là nó lớn. Nếu mà trong trường hợp mình không phải là mình kéo nhỏ mà ngược lại mình lại kéo lớn lên. Kéo lớn lên thì cái đường này của mình nè nó trở thành gì? Quá nhỏ. Như vậy thì đây là cái lỗi mà thực ra nó không phải là lỗi về kỹ thuật, không phải là lỗi về gì hết, mà nó là lỗi về thiết kế. Như vậy khi mà chúng ta thiết kế xong một cái đối tượng, không phải lúc nào chúng ta cũng giữ kích thước của nó, mà chúng ta phải scale nó để nó phù hợp với từng cái bài, từng cái bài. Thì chỗ này chúng ta sẽ làm gì? Chỗ này chúng ta làm cái gì? Chỗ này các bạn lúc đầu đến đây các bạn cho nhỏ vào thì các bạn giúp thầy lấy một cái đường tròn bằng cái đường tròn lớn ở ngoài, bằng cái đường tròn lớn ở ngoài, giả sử như thế. Rồi copy vô một cái nữa để dành đi, copy vô một cái nữa. Rồi ok, như vậy mình có được hai cái vòng tròn ở đây. Mình sẽ lấy cái vòng tròn ngoài này nè, mình tô màu gì? Tô màu đen, một màu thôi, một màu thôi. Và mình lấy cái màu của nó là màu đen. Đó. Rồi cái này mình tô theo dạng gradient. Bấm vô đây thì nó mới cho mình xuất hiện property để mình kéo ha. Bấm vô cái tô màu thì nó mới xuất hiện. Còn nếu mình bấm vô các công cụ khác thì nó không xuất hiện ở đây. Nếu như nó không xuất hiện thì mình có thể là điều chỉnh cái màu ở đây. Có nhiều vị trí để mình làm chứ không phải là một vị trí. Cái màu trắng này chúng ta cho nó trắng hơn tí, nhìn nó sẽ rõ hơn. Đó. Như vậy đối với lại cái hình mới của thầy này nè, khi mà thầy cho nó lớn lên hoặc nó nhỏ lại, cho lớn lên, các bạn thấy là cái vùng đen của mình với cái vùng đen này là nó tương đối, phải không? Nó cân đối. Rồi nếu mà mình cho nhỏ lại, nhỏ xíu thôi.
đấy, nó cũng cân đối với lại cái đối tượng của mình ha. Như vậy khi mà các bạn chọn cái like đó, thì trong trường hợp bạn muốn chọn like cũng được, nhưng bạn khi mà bạn chọn xong, bạn xuất cái này ra thành một cái file hình là JPEG hoặc là PNG thì lúc này nó không bị gì nữa. Xuất ra file hình xong thì nó không bị, nhưng mà nếu mà mình để ở cái dạng vector này nè thì mình scale nó sẽ bị ha. Cho nên là khi mà các bạn làm đó, thì có những cái rất là nhỏ nhưng mà chúng ta chú ý thì nó sẽ dễ thiết kế cho chúng ta. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm lại giúp cho thầy cái này, và các bạn lưu cho thầy ở trong này mình cho là bài 6.1 nha. Cái này là 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 5, 6. Như vậy trong cái bài 6 này là mình có 6 bài nhỏ. Như vậy bạn lưu giúp cho thầy là 6.1 rồi tên của mình, hoặc là tên trước rồi 6.1 cũng được. Lưu cái nào tiện hơn nhỉ? Bây giờ bạn lưu vậy đi, bạn sẽ lưu giúp cho thầy vậy cho nó dễ nè. Hôm nay là năm 21 tháng 04 ngày 14, đúng không? Đó, năm 21 tháng 04 ngày 14. Rồi các bạn sẽ ghi cho thầy là 6.1, rồi tên của các bạn, ví dụ tên của thầy đó, các bạn lưu lại. Như vậy lúc này thầy nhìn vô cái bài thầy rất là dễ. Các bạn làm ngày 14 tháng 4 năm 21 và bài 6.1, tên của các bạn ở đây. Cố gắng đừng có ghi sai cái cấu trúc này nhé, để cho thầy dễ nhận biết, và xây lại. Rồi sau đó thì mình nộp bài lên đường dẫn cũ, nộp bài lên đường dẫn cũ lớp thầy.